Lida chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mèo ơi mèo, dậy đi mèo ơi, dậy. Nữa giờ này mà ngủ cái gì mèo, nhìn đằng xa xa kia kìa, mấy con tinh tinh sắp tới quánh vô mặt mèo rồi kìa. Trời ơi, cái gì vậy ta? Ủa gia tộc tinh tinh đang làm gì nó vậy? Mấy con khỉ đó. Để tôi nói mèo nghe nè, kệ nó đi mèo, bà Banda ban cầm chuối của nó đó, giờ nó đang đi kiếm người ăn cắp chuối của nó đó mèo. Ui thôi thôi tôi không biết gì đâu nha. Hồi mèo qua đây nè, nhìn những cái bẫy cá mà tụi mình đó gài kìa mèo ơi. Giờ nó bắt được quá trời đồ trôi dạt từ biển vô luôn kìa. Trời đã quá trời luôn nè. Mấy bạn ông Phú mấy bữa nay ông chế mấy cái bẫy đánh cá này nè mấy bạn. Trời để đây rất là tiện luôn nha. Cái gì mà ngoài biển nó trôi vô một phát mà nó dưới vô cái lưới này trơn. Cái gì vậy? Có mắt ngập mắt emerald. Cái gì mắt emerald? Ừ. Mẹ ơi, xuống lụm đi đừng có nói nhiều nữa. Lụm lẹ đi không nó trôi đi hết bây giờ đi nè. Sao ngoài biển mà có que quỷ lửa nữa ta? Trời quá trời đâu những cái gì tầm bậy bạ mà biển nó trôi vô thì mình lụm hết đi. Ê gớm vậy vậy? Gớm vậy? Mèo. Gớm đâu? Tôi lụm cái gì nè mèo? Ông lụm gì vậy? Tôi lụm được một cái quần Netherite. Cái gì? Nè. Quần Netherite. Ừ. Xịn sò con bò. Tôi còn lượm được một cái nón sắt nữa nè. Cái nón sắt thôi em đợi đi, tôi có quần rồi em đợi nón à, đi. À mà mèo ơi, tôi lượm được cái vũ khí này rất là đặc biệt nè mèo, mà thấy cái gì không? Cái cây gậy này nhìn quen ghê. Cái phát hồn trong video của tôi nè, nó trôi vô luôn nè mèo. Ê Hút ơi, tôi phát hiện cái chiều này mắc cười lắm hông. Gì? Nguyên một bầy tinh tinh, nguyên cái gia tộc tinh tinh bên kia, người ta đang tụ họp đông vui quá đúng không? Ừ. Giờ con này nó bị cô đơn, bị bỏ rơi đi ra ngoài góc. Trời ơi, con tinh tinh này là chú tinh tinh cô đơn. Ôi, cái gì mà nguyên gia tộc ta là nó tôi có gà. Ảnh đang buồn á mèo ơi. Để chị giúp cho nó hết cô đơn. Tôi dẫn nó qua bãi cho Banda. Mày, vào. Rồi ai? Xong luôn, bả cho nó ăn kìa. Chị cho nó ăn cái gì chị Banda? Ủa nó cầm cái lá để nó ăn hả? Ừ. Ủa nó ăn lá. Thì ra con tinh tinh để nó ăn lá mọi người ơi. Ủa dễ thương quá à. Tinh tinh ơi, mày đừng có chạy nữa tinh tinh ơi. Đứng lại đây chơi một tí nè. Kệ nó đi, đừng chơi nó. Nó đi đâu đi kìa bà nó. Ê, mèo, cho mượn cái que bị lửa. À, tỏi đi, có que bị lửa nè mèo. Ông thương gia hết. Cái gì? Trời ơi, ông cũng rảnh lắm, ông cũng lên đây, ông đang kiếm đợn, tính đợn bán cho tụi tôi nữa. Con tinh tinh nó ngồi, nó ăn, nó dễ thương quá trời luôn mọi người ơi. Thôi mẹ ơi, để tôi đốt đít nó cho nó hết dễ thương mẹ ơi. Thôi, đợt. À, cho tôi mượn cái gậy đó hết, cho tôi mượn đi đảo vậy. Giờ chúng ta ở đây làm phù thủy đúng rồi, mình làm trùm núi rồi mọi người ơi. Trùm núi đâu, trùm núi mèo ơi. Đây nè. Bộ mèo không tính về hay gì, mèo tính ở đây luôn vậy mèo. Tôi thấy cái hòn đảo này dễ ăn dễ ở. Thôi mèo ơi, bữa nay mình đi về đi mèo ơi, tôi ở đây tôi chán rồi. Về hả? Ừ. Thôi mấy bạn ơi, chắc là hôm nay tụi mình phải về rồi. Kết thúc cái series này thì các bạn muốn tụi mình làm series gì tiếp theo thì các bạn hãy comment phía dưới cho mèo biết nha. Đừng quên bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo nha mọi người. Mọi người cứ comment series mình thích ở dưới video đi, mình sẽ hả tim cho những bạn nào comment luôn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chế tạo lại chiếc máy bay đi về đúng không? Đúng rồi, giờ nó chế tạo máy bay đi về mèo ơi. Nguyên liệu chế tạo là gì? Quá trời đời. Bây giờ nguyên liệu chế tạo á, đầu tiên chúng ta cần là sắt. Mèo còn sắt không? Không, làm gì có sắt, bữa giờ có đi đâu mà còn. À đúng rồi, mèo lên có sắt à. Mèo có cái dài lưới này quăng ra tôi lượm nè. Bây giờ á, muốn có sắt thì chúng ta phải đi mai mèo ơi. Ờ hang, bữa giờ cái đảo này mình không thấy chỗ đi mai đâu trời. Nè, tôi biết ở đây nè mèo ơi. Có không? Ở trên núi này á. Mấy cái này. Tôi lấy đờ đem theo. Mèo nhìn nè mèo. Cái gì vậy? Trên núi có người sắt kìa. Người sắt hả? Iron Golem á chứ mà Iron Man nha. Ở đâu đâu? Lên quánh ở đây lấy sắt. Núi này nè. Cái núi nào? Nè, cái núi này nè mèo, cái núi này nè, tôi nói mình chưa lên trển mà. Đúng rồi ha. Bữa giờ mình ở trên cái đảo này mấy bạn, cái ngọn núi này là mình đi nát luôn rồi. Chỉ có cái ngọn núi nhỏ nhỏ bên kia tụi mình chưa lên đó thôi. Thôi giờ để tôi vô tôi lấy đồ cái này. Ê, tinh tinh này giờ đi về bầy của nó kìa mèo. Giờ nó phát hiện ra bầy nó đó rồi đó, nãy giờ nó đi cô đơn đang buồn tuổi chuyện gì cũng biết. Lấy đồ đi mèo ơi, lấy đồ lẹ chứ còn đi nữa. Có cúp mấy cây giáo, mấy con dao nữa. Trời gì vậy trời mưa hả? Trời mưa rồi. Âm u quá thằng Linh ơi. Sao nay cứ trời cứ mưa hoài. Mưa giờ rồi sao đây? Từ sáng tới giờ trời mưa 2-3 lần á mèo ơi. Âm u ghê ta. Đây mưa. Mưa rồi. Hút ơi, tôi nghe này nè. Sao? Cái này không phải là gia tộc tinh tinh đang hội tụ đâu. Vậy tôi nghĩ là hai băng phái nó sắp quýnh lộn rồi đó. Tôi thấy nó đang tới mùa phó giống thì có á. Không phải, một băng bên đây, một băng bên kia, còn mấy khỉ đứng giữa làm trọng tài kìa. Mấy khỉ này mà chạy ra là hai bầy tinh tinh thì sắp vô quýnh lộn mới đảm bảo luôn. Giành địa bàn nè. Nè ơi. Núi này núi kia quýnh lộn giành địa bàn, đảm bảo luôn. Trời ơi, mấy tinh tinh này nó làm giang hồ ở đây hả? Chứ còn gì đâu, giành đi, đó. Tinh tinh là dù đảng, tôi quýnh mấy lần mà tinh tinh vẫn không ngán, không ngán. Đi chúng ta ơi, lên đỉnh núi nè, chờ tôi lên với. Mẹ ơi, lên đỉnh núi rồi nè, nhanh lên. Ở trên đỉnh đâu hết rồi. Ô, trên đỉnh này có mấy con ếch. Trên đỉnh có mấy con ếch kìa, các bé ếch hoa, bé ếch kỳ diệu. Mày nè, ếch hoa nè, ếch hoa, ếch bông, ếch bông. Dữ lắm. Dữ không? Dữ lắm á. À quên, vậy thôi không quánh nữa, cho em lại lấy cái cây nha mấy anh ếch. Ờ, mấy con này hiền ta. Mình không kiếm chuyện với nó sẽ không cắn mình. Thì không? Đúng rồi, trời ơi hiền khô. Mày kiếm chuyện với tao à? Ủa đó, tôi kiếm chuyện nó cắn tôi đâu? Ồ mấy con này mấy con ếch hiền là nó không giống như mấy ếch con ở bên đảo bên kia. Thôi đây. Dạ, mày, đó, mày, quýnh lộn, quýnh lộn mày, quýnh lộn, 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 quýnh lộn. Cứu tôi, trời ơi, gì vậy trời? Con bự ra tôi kìa mèo. À, tất cả chứ tôi chưa có chết đâu, ông ta, ông quanh. Ê, tôi không biết chơi, tôi lạc hạng mèo ơi, thôi chạy lên lại. Đi lên lại đi, chị bên đây mới đứng trên đó, mình kìa không biết giờ bả sao rồi nè. Ôi mấy con tinh tinh này mày đừng có quýnh tao. Cái gì mà bay đây trời kìa ơi. Cái con gì vậy? Trời ơi, bên đây bị mũi chết trên đó kìa. Ôi, cái chó này nó đuôi lên cái mây rồi nè. Tao công gì đó chị bên đây, để
con gì mà lâu vậy chị lên cho mày chị Minh Đa. Rồi em đang tới nè. Con gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà quá trời con vậy? Cái núi này bị cái gì vậy? Cái núi này là cái núi của vòng đai tiên cảnh hả? Oh my mày god. Nè, giỡn mặt với đến hút nè. Cái gì mà quá trời con vậy? Mày phu vô quánh đến hút nè, quánh đến hút nè. Mày nè. Ôi da mèo ơi, nó quánh tôi quá trời mèo ơi. Ôi mấy con ếch, ông quánh nó đi. Mày, mày, ai à. Đứa nào bị đóng băng vậy? Đứa nào làm kêu đóng băng kìa? Trời ơi, tôi á mèo ơi. Con mũi, trời, con mũi nó chết. Con mũi nó chết mọi người ơi, nó chết. Quánh này, quánh này. Nó bu vô mặt mèo kìa. Ôi nó bu vô mặt nó chết ghê quá. Ôi con mũi này ghê quá. Mày là mũi. Oh my god, cái khu này như chiến trường vậy. Con mũi nó bự như con trâu kìa, nó đang đu trong gốc cây kìa, hút gì ớn hết rồi. Đâu đâu đó mèo, tôi phi với nó thấy nè. Con mũi, con mũi đâu rồi? Con mũi này nó sống lâu năm hay gì á? Con ếch này kiếm chuyện với tôi mèo ơi. Con ếch ăn con mũi. Ai da, nhưng mà con ếch nó cắn tôi hoài nè mày. Ếch nó cắn tôi hoài. Cứu tôi, cứu tôi. À, con mũi nó chết tôi kìa. Ôi nguy hiểm quá à. Ê mèo, ở trong hang này có sắt kìa mèo ơi. Ờ sắt nè, có thang sắt là nguyên liệu để chế tạo được máy bay á, sắt và đá mèo ơi. Vậy bây giờ chúng ta đi mày đá đi mọi người. Vậy ông lấy đá đi, tôi lấy sắt vô. Trời ơi okay. Tiểu Cường hả? Oh my god, có Tiểu Cường. Ôi cây kiếm con đảo không hết. Nè cây này của tôi mạnh lắm, nãy tôi vớt ngoài biển á mèo. Trời ơi, sung sướng chưa? Để tôi xuống tôi lấy. Ê, bây giờ lấy thang đó nha mọi người, trong hang này, trong hang này nhiều dáng quá. Trong hang này sao nhiều Tiểu Cường quá. Dáng không hả mèo ơi? Tôi sẽ lấy con gì vậy? Con gì vậy? Ủa con gì đảo vậy? Con gì vậy? Ủa con chim kim cương hả? Con chim gì vậy? Em biết đâu đập cho nó cãi đi. Ờ có thịt không? Không, không có thịt, có xương hả? Trời ơi. Mèo ơi, kìa kìa nó cắn mèo kìa. Đâu? Ôi. Ôi. Quánh nó. Mày nè, chết mày nè, con chim kim cương. Sao mà cái đảo này tội là cái gì nữa không? Mà con mèo mèo mèo, tôi nghĩ là mèo nên rời khỏi đây lẹ, nhìn dưới kìa mèo. Trời ơi, mèo mèo mèo, chiếm tôi là cái con cái vậy. Lại gần mới được. Mày đóng băng lại. Mày nè, có khe lỗ lại nè con. Lại gần nó nữa, lại gần nó nữa. Nè, ông thấy không? Vô dụng rồi. Lại gần nó nữa. Nè, ông đó, được rồi kìa. Được cái con khỉ. Trời ơi. Trời ơi, đóng băng nó là chết luôn mèo ơi. A, chị Minh ơi, con này ghê quá chị. Mày nè, rít cho mày rít rồi mày. Bò từ từ rít kìa. Rít cái đến hút mày. Ôi giời, ôi giời. Mày rít nè. Mày lông lung. Tối thui mặt mày. Vô cái hang này chưa thấy làm được gì mà thấy bị thương tày mình nữa đó mọi người. Thôi lấy đồ lại lên. Cái hang này cái hang côn trùng hay gì á. Ở đây toàn là dán với rít không à. Ui, cái gì tái này quá trần luôn. Trời, chắc mấy côn trùng này tạo sắc hay gì á. Ê mèo mọi người ơi, bên ngoài trời mưa lớn rồi. Tôi nghe sấm sét đập rầm 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 nãy giờ luôn á. Tiểu Cường ơi, mày đi ra chỗ khác tao lại mày. Đi ra lấy dụng cụ đi mọi người ơi. Mấy con Tiểu Cường này á, nó thấy cái chỗ nào mà có chỗ hấp hấp nó chui vô à, nhìn gớm quá. Tôi nản cái chỗ. Đừng lấy sắt đi. Đi. Ủa em quấn con Tiểu Cường á, nó xịt cái gì ra xanh xanh ra đó chị, mày đang gớm lắm. Đó là cái mắt của nó đó. Nó xịt ra nước đâu uống cho béo lắm á mèo. Không có sao mèo, lại uống đi gớm chết đi được. Kinh dị mày. Chị Minh Đa uống đi. Ủa da mày cần nhiều sắt không vậy? Tôi cái bây giờ mèo có nhiều sắt là lấy được nhiều sắt rồi mèo ơi, máy bay mà. Nhiệm vụ của tôi là lấy sắt ở nha. Ai lấy, ôi, lấy đá lấy đá mèo ơi. Ok chị Minh Đa lấy thang, đừng làm nguyên liệu cho máy bay chị Minh Đa ơi. Chỗ này tôi hết đá. Ủa mèo ơi, con slime gì mèo? Cái gì mèo? Vô con gì nữa vậy? Ôi cái con quỷ gì? Ui mèo lên đây. Ê mèo. Con slime này có khả năng copy đồ của mình mèo ơi. Ê, chết mày nè. Hả? Mèo. Nó mới có bị cái sừng không luôn á. Cái con trên kia nó copy cái sừng của tôi rồi còn lấy vũ khí của tôi nữa kìa. Ủa, mặt quất mình vậy? Nó bắt chước mình nữa kìa. Cái cây này. Sờ lan copy à. Nó copy mà nó không biết sử dụng. Cái con này đúng rồi. Thôi mà mèo ơi, lẹ đi mèo, tôi muốn ra khỏi cái hang này, thấy cái hang này kỳ lạ quá. Thôi lấy sắt lại đi rồi về. Cái hang này toàn là âm binh thần trưởng gì đâu không mà từ. Mèo có lấy đủ sắt chưa mèo? Sắt tôi lấy nhiều lắm rồi á. Rồi, bây giờ là đủ rồi đó, chạy về đi mèo. 25 cục đủ à, mà quên nữa. Gì? Hôm qua mình đi qua cái đảo bên kia mình để quên một cái số dụng cụ á mèo. À. Bây giờ phải qua đảo bên kia để lấy đồ. Ok, vậy mình đi qua đảo bên kia hả? Đúng rồi. Ô Tiểu Cường kìa. Ôi bỏ đi. Cái đó nó đảo nữa hả? Lẹ đi. Tôi thấy trong cái hang càng ngày càng nhiều rồi. Con sẽ lấy tao. Mày kêu là tình chết đi. Quay lên đi mèo. Quay nè. Xong. Đi thôi. Chạy ra khỏi đây nhanh lên. Cái gì mà không có vậy? Lên này trời mưa trời bão rồi mấy con xì gà. Chạy đi. Mưa nè. Chạy đi chạy qua cái đảo bên kia lẹ đi mèo. Ôi, cái đảo bên này nè. Đây 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 đường này chị Minh ơi. Ê mấy con tím tím bye bye để giờ tôi biết con gì ha. Nó làm được gì. Ôi Tinh Tinh nó cứu với gốc cây nó sợ trời đánh nó kìa. Tội nghiệp quá hả? Chạy lên coi nè. Ôi quá trời Tinh Tinh luôn. Mấy con này khôn quá hen. Ờ nó cứu gốc cây nó sợ trời đánh nó mèo ơi. Sao có cái thiền có cái
cái nhà không vô ở mà đi chui gốc cây quên nó rừng rú mà nó đâu biết ở nhà đâu. Mèo vô duyên quá tinh tinh mà chứ đâu phải là con người đâu. Mèo trên trời có con gì cam cam vàng vàng bay kệ mọi người. Coi thấy rồi có phượng hoàng. Giống phượng hoàng ghê luôn. Ôi con voi. Con gì vậy? Con nào dám vô nó cắn tôi. Con mua đồ. Ờ đâu bắt nào đi. Nè. Giỡn với đến hút à. Ê mèo lên chiếc bè của tôi nè mèo ơi. Đi 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 đi. Lên lên. Lên thôi chị Bình ơi. Giờ mình đi qua đảo chị Bình ơi. Trời ơi, đây có mua đồ. Hàng mãi nữa kìa. Lên. Đi qua đảo mọi người. Nó đi ra ngoài đấy nó làm nó bơi hết mọi người. Cái voi kìa mèo. Cái voi sắc thủ hả? Ê ê. Ê sao nó bơi vậy? Cái rồi. Còn nó dí không mèo? Hello mấy cưng. Mấy cưng lên trên hút rồi mấy cưng. Kẻ thù không ơi, nó tới. À. Em dẻo nó có cái là gì mà hung dữ quá vậy? Lúc nào cũng hung dữ hết đây, tôi nghĩ qua bên kia hết đây. Rồi xuống xuống nhanh lên đi, hồi nó lên nó cắn mình nữa bây giờ đi nè. Mấy con này hung dữ quá trời quá đất luôn. Có Komodo kìa, con nó đây. Thử nó. Mày Komodo này, Komodo. Komodo mày. Komodo với cái đứa này. À! Ô thằng Linh ơi, tôi chạy đây. Cái con quỷ nó cắn đau lắm. Để tôi kiếm được, tôi quýnh nó ra, tôi khè lửa nó cho. Mày, trời ơi. Cái cây gậy nó vô dụng rồi mày. Mày cút ra, mày cút ra tao lại, mày tao lại, mày Komodo. Cái hòn đảo này nó nguy hiểm từng phút từng giây, lúc nào nguy hiểm cũng rình rập tụi mình hết, chắc phải nhanh chóng về hứa hết ơi, chứ tôi thấy ở không được rồi, tôi hết bảo rồi. Cái hòn đảo này không có về được đâu. Cái gì mà không về được? Cái hòn đảo này á, bây giờ ha, mày nhìn đi, trời đang bão rất là lớn nè. Lỡ mình đang về á thì cơn bão lại đến rồi sao? Sao âm u dữ vậy? Ừ, nghe nói ở ngoài biển á bão ở đây có lốc xoáy nữa đó mèo. Thế hả? Ừ. Ui, bây giờ đây trú mưa đi, chờ một tí nữa rồi về sao mèo ơi? Tại sao tôi cứ thấy con phượng hoàng nó bay trên đầu mình hoài vậy ta? Mày phượng hoàng với cái thuốc à. Mày không có túng ở đâu mèo ơi, con này nó khôn lắm. Phượng hoàng nè, xét túng luôn. Mày phượng hoàng thôi khỏi đi mèo, chạy vô đi mèo, một hồi nó sẽ đánh chết á. Thôi mình chế máy bay lẹ lẹ được, mình về đi hết đi. Mèo không có được đâu mèo. Sao bây giờ trời bão sắp tới rồi, tụi mình chế máy bay mình bay về, nhiều khi có lốc xoáy rồi nó cuốn máy bay mình luôn rồi sao? Vậy hả? Bắt công mình lạ lạ hay mua lên một hòn đảo khác nữa là chết luôn á mèo ơi. Ôi, hèn chi từ sáng tới giờ tôi thấy mưa cứ sấm sét không thấy không, hồi trưa không có mưa mà nó lại sấm sét không nhớ. Ừ, thôi nằm đây chờ xíu đi mèo ơi. Phải chờ hết bão mình mới có thể về được mọi người ơi. Thôi thôi giờ chị không có muốn ở đây giây phút nào nữa mèo ơi, chị muốn đi về. Giờ chị muốn đi về, chị ra ngoài là sét đánh gì chết luôn á chị Bình Đào ơi. Bão về được không hút? Tôi thấy mà bà Đào cũng nói đúng, mới đi về lúc cho rồi. Ê, đi nhiều khi mèo ơi. Sao? Tôi mới nghĩ ra một điều nè. Đi mình vậy? Ở đây mình cũng chết rồi, tại trước sau gì á lốc xoáy cũng ập vô rồi nó xoáy mình cũng chết. Hay là bây giờ mình làm lều đi mọi người. Bây giờ cái đảo này nhỏ lắm, nó ập vô nếu mà cái đảo này chìm là chết mình luôn á. Chạy vô thôi thôi về đi mèo ơi. Về đi về đi. Sắt đấu được 4 cục rồi nè. Đó nè, tôi có mười mấy cục sắt ở đây nữa nè mèo ơi. Chỉ tôi chế tạo, tôi chế cho. Đưa đây, đưa đây. Đó nè, tôi đưa mèo nè, bây giờ mèo chế mấy cánh máy bay đi mèo. Chế sao hả? Chỉ tôi đi. Dễ lắm. Nè tôi đưa mèo thêm sắt nữa nè mèo. Đây 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 đây. Giờ là chế cái cánh quạt trước nè đúng không? Chế đúng sao rồi. Tôi đây. Cánh quạt chế hình chữ X đó mèo ơi, đặt sắt hình chữ X đi. Để sắt hình tinh tôi hả? Ở rồi, đây nè, mấy cái hả? Chế ba cái, thêm hai cái gì nữa đi. Ok, có liền luôn. Đây, ba cái nè. Rồi giọng vô, này mỗi cái hai phải không? Ừ, mẹ có cái rồi, ba cái chưa? Ba cái đủ. Sau rồi. Sau đó mày chế cho tôi hai chiếc thuyền đi mèo, hai chiếc thuyền là bốn cái chỗ ngồi á. Ai nói cho tôi biết là chiếc thuyền chế sao, tôi quên mất tiêu rồi bà con. Là mèo là gỗ hình chữ U á mèo. Gỗ hình chữ U hả? Ở dưới thôi. Ok, rồi. Ui, dễ dữ vậy. Giờ tôi mới nhớ luôn, tôi mới biết cách chế tàu thuyền luôn. Hai cái thuyền gỗ xong. Xong rồi nè, giờ con làm gì nữa? Mèo cầm chiếc máy bay này đi. Lần trước chiếc máy bay của tôi nó rớt bể á, nó dư ra cái này nè. Cái này là cái mảnh ghép quan trọng để làm ra được chiếc máy bay khổng lồ á mèo. Vậy hả? Rồi, mở bàn chế tạo lên đi. Đặt chiếc máy bay vô ở giữa. Đặt cái máy bay vô giữa. Hai chiếc thuyền ở dưới. Hai chiếc thuyền nằm ở dưới góc này. Đúng rồi. Rồi và ba cái quạt ở trên đầu. Đây hả? Rồi, còn dư nhiêu chỗ mèo bỏ hết gỗ vô cho tôi. Ok. Ra rồi nè, có máy bay rồi. Rồi mèo ơi, bây giờ đưa máy bay. Đưa máy bay mèo. Nè nè máy bay nè. Đây. Bộ tôi nhớ cầm cái đường bay dài lắm, bây giờ cái này ngắn ngủn sao? Trời ơi, ở đây không có đường băng nữa, làm sao bây giờ? Bây giờ tôi xây cái đường băng ra đi mèo ơi. Xây cái đường băng ra hả? Ừ. Ủa, chỉ có mỗi cái này thôi mới làm được cái đường băng dài để bay được. Lẹ lên, tôi có gỗ nè, chị Bình Đao phụ làm cái đường băng dài. Phụ xây cái đường băng đi, chị xây cho. Bão sắp ập tới rồi. Bão sắp ập tới rồi, mình không về kiểu này là mình sẽ tiêu đời thôi. Để tôi đây là cơ hội cuối cùng chúng ta về đó mọi người ơi. Đường băng cỡ như đây thôi được không? Đường băng kiểu này vừa đầy đủ cho ta, để tôi nhìn nữa coi. Tôi nhớ. Đặt cái cục lên đường đi. Có đang đập nè. Lần trước tôi thấy bao nhiêu vậy? Tôi thấy vậy là ổn rồi đó, bây giờ đặt ở đằng trước. Có ai có đồ không? Ui, sắp xét tới rồi. Tôi đặt xe dài ra phía sau nè. À, đúng rồi, đặt ra xe dài ra phía sau đi. Để như vậy là không máy bay nó không bay được. Chị lắp đi, nhanh lên. Rồi, tôi đang đặt phụ mèo nè. Để thôi á, một hồi nữa hả, bão ập tới cái đảo này nó chìm mà chúng ta sẽ đi đời theo cái đảo này luôn. Rồi, tôi thấy vậy là đủ rồi đó mèo ơi. Ông nghĩ đường băng nó dài đủ à, rồi. Tôi còn dư 9 cái lò nè mèo ơi. Tôi làm nhiều cái lò lắm, tôi cũng chả biết tôi làm nhiều để chi nữa. Đừng băng chạy bằng lò. Có cái gì đem lắp ra hết cái gì vậy? Tôi có cá hết. Cái lắp cá này không có làm ăn gì được đâu, dẹp đi. Ôi, rồi, có xong. Máy bay chưa? Được rồi đó. Có bây giờ thì đặt cái máy bay ra về nè mèo ơi. Nè. Cái đường băng này dài lắm. Cái gì vậy ông nội? Lên đi, đừng có nói nhiều nữa. Trời ơi, cái đường băng nó dài, mất mới không bay ngược lại mà đi bay kiểu này. Tào lao, cái đường này nó mới dài á. Ôi thần lên ơi, chị coi em hút khô không chị Bình à? Rồi. Oh my god.
bây giờ chuẩn bị chưa? Rồi, đi về. Khoan, từ từ. Mèo nói đúng á, chúng ta quay đầu xe lại đi mèo quay ơi. Quay đầu là bờ đúng nội. Nè, như vậy mèo nói đúng nè, đúng không? Hồi nãy bắt cái gì học tập ở phía sau được chân, có đường bắt dài chút nữa ta. Tôi lộn, đừng có nói nhiều nữa, bay về đi. Lên đi. Lên. Lên đi. Lên đi. Lên. Bay được rồi. Lên tới nhà không? Máy bay không bị sét đánh mẹ ơi. Ôi, bão lớn mà. Lắc lư con tàu kìa. Ôi máy bay mình nó lắc kìa mẹ ơi. Ôi, đảo quá. Đảo dữ vậy. Ôi, đưa qua Nhật lại đi. Tào lao quá chị Bên ơi, giờ này mà còn đưa qua Nhật cái gì nữa? Lắc lên nữa đó, quanh về đi cửa. Cái máy bay nó đảo vô cái đảo lên rồi mẹ ơi. Cái gì vậy? Cái đảo này. Cái đảo này. Ôi, ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Máy bay nó bị rơi. Hòa nữa rồi nè. Máy bay rơi. Ta có lẽ là phải ở đây suốt đời rồi mọi người ơi. Ai đâu. Thôi mọi người hết muốn về, vợ người giờ nghỉ về luôn, phẫn nộ ở đây luôn. Được rồi mọi người, chắc tụi mình sẽ ở đây luôn mọi người, mình không về nhà nữa đâu, phẫn nộ quá rồi, ở đây chơi với con khỉ sướng ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mẹ nha. Goodbye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.